Hello, hello, Linh xin chào cả nhà. Hôm nay Linh ra vườn và review cây ổi cho cả nhà cùng xem nha. Cây ổi này nó chỉ có 3 trái thôi nhưng mà các bạn sẽ ngạc nhiên nha. Để Linh cho coi nha. Đây là cái bàn tay của Linh nè, mà nó bị lớn nè. Đó. Này không? Trái này một chút nữa Linh sẽ bẻ nè. Còn bên đây nó được cặp sinh đôi. Đây nè, năm nay là nó chỉ dọn dẹn được có ba trái thôi, mà trái nào trái nấy nó đáng nè. Hồi năm ngoái cây ổi này được khoảng 70-80 trái đó, mà năm nay nó chỉ ra được có ba trái thôi. Đó. Ngon không? Hai trái ổi đó chắc ngày mai bẻ được ăn được rồi. Cái trái ổi nè, mê ơi là mê luôn. Còn cái cây ổi bên đây thì trái nó nhỏ hơn. Cái này nó ngược nắng. Nhà chỉ có trồng hai cây thôi nè, mà trồng trong thùng á. Tại bên đây mùa đông á, tới rồi trồng ngay chỗ này á, là nó có ánh nắng, thành ra nó mới được ăn. Đó. Cây ổi này trái nhỏ mà hổm dài ăn cũng được mấy trái rồi. Này trái nhỏ hơn. Ủa, cái chùm này cũng được nhiều trái quá nè. Góc này được 3-4 trái được. Năm nay cái ổi này trái cũng bộn. Đây đây nè. Ủa, đây quay bằng cái ổi này trái nhiều nha. Đó, cái ổi này là sắp ăn được hết rồi. Cái da nó mướt rồi. Ừ, cái trong kia nó bị dập kìa. Nó bị vô cái hàng rào, nó bị dập bên đó. Trên đây cũng có nè. Sẵn đây cái Linh ra Linh quay luôn cho coi cây táo GE668 hay gì để được coi lại. Đây còn cây táo còn được ít trái chín phía trên. Thái ở chủ nhật, ở thứ bảy anh thì mới về. Thứ bảy thì về hả? Bữa con hỏi nó về bếp đê bé Đạt không đó. Đó. Cũng còn mới. Mà cây táo này là trái chín là phải ăn. Để nó mà chín khô rồi đó là nó không còn một miếng thịt ở trong nữa. Ngộ vậy đó. Còn đây là cây táo là GE866. Mới mua hồi hôm mấy tháng trước, mua nó 70 đồng á, ba chưa có xuống nữa. Nó cũng có được mười mấy trái. Giờ nó cũng chín rồi nè. Cao ghê rồi đó. Chắc đợi tới mùa xuân tới bà sẽ xuống đó. Đã có mấy trái toàn tan vậy thôi. Ô, cái trái này héo rồi nè, để Linh hái Linh ăn thử nha. Ôi, táo rất là ngọt và giòn nữa. Cái hộp nó ở trong nó có tí xíu ha, rất là ngon nha. Quay lại cây ổi, hồi nãy Linh nói để Linh hái cây ổi nhưng mà Linh nghĩ lại, trái ổi to quá nên Linh sẽ không hái hôm nay. Chờ ngày mai á, đông người hái ăn cho nó vui. Sáng sớm hôm sau, Linh nói để sáng được ra Linh hái ổi nhưng mà ba Linh đã hái rồi nè. Coi là trái ổi nó to nè, bàn tay của Linh mà nó to vậy nè. Cây ổi này nó có ba trái, mà ba trái trái nào trái nấy nó xứng đáng luôn, để Linh cần cần trái nhiều nha. Wow, cái ổi này là 1 ký nè, một trái là 1 ký. Thấy nó có cái này tưởng đâu là nó bị hư nhưng mà nó không phải bị hư nha. Cái này chắc nó cọ vô cái lá cây hay gì á, nó bị nám. Để một chút nữa chừng nào mình lên chẻ ra ăn coi coi nó cái ruột nó trong làm sao. Rồi trái này là 1 ký nè. Linh lấy cái trái kế tiếp coi nhiều coi nào, coi nó bự nè. Trái này cũng là 1 ký. Rồi trái thứ ba.
Cây ổi chỉ có vọn vẹn là ba trái thôi, mà trái nào trái nấy nó đáng đồng tiền bát gạo luôn. Trái này 800 gram. Ngon không cả nhà? Cái này chút nữa là vô chấm muối ớt nè, ngon quá luôn. Đây là trái ổi 1 ký nè, bây giờ mình chẻ mình ăn thử coi nó làm sao nha. Coi kìa, chẻ nó cứng kìa, thành ra bẻ chứ mà để nó ăn mềm không ngon, không có hộp. Wow. Rồi rỗng ruột rỗng luôn cái chè. Ừ, ổi giờ có ruột. Hộp ít thịt không? Dày thịt nó dày cơm dễ sợ luôn nè. Wow. Đó, thử đi. Thì ớt đó. Năm ngoái nó không ăn bằng cái này không? Tưởng cần sữa gì đó. Ổi xốp ăn chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Kế đến là Linh cũng bẻ thêm mấy trái ổi bên cây ổi nhỏ nè. Đây là cây ổi nhỏ nè, mới ra bẻ được 4 trái. Giờ rửa 1 trái ăn thử nha. Ngon không? Mới bẻ đây nè, tươi trong luôn. Một tay quay phim, một tay cắt ổi nha. Cái nào ruột nhỏ, cắn thử đi. Ngon lắm, ngọt ngay nè, nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Có cái thùng muối ớt này, tính chấm muối ớt này mà khỏi chấm cũng được nữa, nó ngon lắm, cái chua ngọt ngọt. Năm nay ngon nè. Hồi sáng là Linh có 3 trái ổi lớn, Linh đã chẻ ra với ăn với các bạn 1 trái rồi. Còn lại 2 trái Linh chia cho gia đình em Linh, mỗi gia đình 1 trái, 1 trái 1 kg luôn đó. Bên đây là 1 pound là 45 gram á, ổi là khoảng 4-5 đồng diện pound á, trái đó khoảng 10 đồng á. Giờ Linh xin tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ cho Linh với nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào video kế tiếp.